Trong trận đấu giữa câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và câu lạc bộ Hải Phòng FC, Mạnh Dũng bên phía Hải Phòng dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu sau pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ Nam Định. Lương Xuân Trường được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tung vào sân thế chỗ. Đây là trận đấu đầu tiên của Xuân Trường kể từ khi gia nhập Hải Phòng. Tiền vệ người Tuyên Quang thi đấu khá tốt, tuy nhiên anh vẫn chưa lấy lại được 100% phong độ sau thời gian dài chấn thương. Hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội buộc phải giải quyết thắng thua ở loạt luân lưu 11m đầy cân não. Ở lượt thứ 5, Xuân Trường đá bóng vọt xà ngang. Nam Định giành chiến thắng với tỷ số 4-3 để tiến vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023. Tiền vệ Phan Văn Đức chỉ thi đấu 35 phút trong trận đấu giữa Khánh Hòa gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia 2023. Phút 35, tiền vệ Phan Văn Đức thực hiện pha đỡ bóng đơn giản ở khu vực giữa sân. Xung quanh anh không có bất kỳ cầu thủ đối phương nào gây áp lực. Tuy nhiên, cầu thủ mang áo số 20 của câu lạc bộ Công an Hà Nội bất ngờ nằm ra sân đau đớn. Anh ôm chặt vùng đùi sau và ra hiệu không thể tiếp tục thi đấu. Ngay sau đó, Phan Văn Đức được đưa ra khỏi sân bằng cáng. Người vào sân thay thế là Lê Văn Đô. Phan Văn Đức gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội vào đầu mùa giải 2023. Anh là một trong những bản hợp đồng bom tấn của tân binh V-League bên cạnh những Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu. Cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An ra sân trong cả 4 vòng đấu đầu tiên V-League 2023 nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn. Trước đây, Phan Văn Đức từng dính chấn thương đứt dây chằng và phải nghỉ thi đấu một thời gian rất dài. Sau khi trở lại thi đấu, cầu thủ sinh năm 1996 chưa thể hiện được phong độ tốt như trước đây. Anh cũng nhạy cảm hơn với những chấn thương khác nhau. Tại AFF Cup 2022, anh không ghi được bàn thắng nào. Trong hai trận đấu gặp tuyển Thái Lan ở chung kết, Phan Văn Đức cũng chơi rất mờ nhạt. Quay trở lại trận đấu giữa Khánh Hòa và Công an Hà Nội, sau khi Phan Văn Đức rời sân, đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0 từ cú vẩy má của Duy Thanh. Thiago Ramos ập vào sút cận thành tung lưới thủ môn Việt kiều Patrick Lê Giang. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Paolo Foiani tung Sầm Ngọc Đức vào đá cùng Nguyễn Trọng Long để tăng khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến. Đội khách tiếp tục vượt trội về thời gian kiểm soát bóng, nhưng các miếng đánh không đủ sắc để khoan thủng hàng phòng ngự số đông của Khánh Hòa. Trong thời khắc khó khăn, giá trị của dàn sao bên phía Công an Hà Nội bắt đầu lên tiếng. Phút 64, Văn Hậu chọn điểm rơi chuẩn xác đánh đầu tung lưới thủ môn Hoài Anh sau quả đá phạt của Dần Clay. Đây là bàn đầu tiên của Văn Hậu sau khi anh đầu quân cho Công an Hà Nội trước thềm mùa 2023 từ câu lạc bộ Hà Nội. Pha lập công của Văn Hậu giúp Công an Hà Nội chút bỏ áp lực thi đấu thanh thoát hơn. Phút 81, họ vượt lên cũng từ tình huống đá phạt của Dần Clay. Người lập công lần này là Gia Hưng với một cú sút cận thành sau khi thủ môn Hoài Anh đấm bóng không trúng tâm để rơi xuống gần khung thành. Sau đó 4 phút, đội khách ấn định chiến thắng 3-1. Lê Văn Đô, người vào sân thay Văn Đức chấn thương, chờ bóng đi xuống sát đường biên ngang rồi lách qua Út Cường, thoát vào và sút từ góc hẹp qua Hoài Anh. Ở vòng sau của Cúp Quốc gia, Công an Hà Nội sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Nam Định và Hải Phòng.